Trước khi gửi đến anh chị em phép lành của Chúa thì tôi cũng xin nói thêm một đôi câu. Một lần nữa thì tôi lại được cha quản nhiệm khen đẹp cho nên tôi cũng thấy hứng khởi và cũng muốn nói thêm một đôi điều. Thật ra những gì căn bản nhất thì cha quản nhiệm đã nói rồi. Tôi chỉ xin thông tin với anh chị em là theo quy hoạch của tỉnh Quảng Trị thì khu vực La Vang này sẽ được nâng lên hàng thị trấn. Cho nên đây là một cái tin vui cho Đức Mẹ. Đức Mẹ thì không vỗ tay nhưng mà Đức Mẹ cũng cảm thấy rất là hài lòng. Và chúng ta cũng biết là La Vang thì hiện nay đã là một cái địa chỉ du lịch. Tất cả những cái đoàn tham quan đến từ ngoại quốc đều đến đây, và giáo xứ Trí Bưu là những giáo dân đầu tiên đã được Đức Mẹ hiện ra. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi cũng cần đến cái sự ủng hộ của bà con giáo dân trên toàn quốc ủng hộ Đức Mẹ La Vang bằng cách tức là chúng ta về đây như về mái nhà chung của giáo hội Việt Nam. Mỗi một đất nước thì đều có một cái trung tâm hành hương quốc gia, chẳng hạn như ở Bồ Đào Nha thì có trung tâm Fatima, rồi ở Pháp thì có Lỗ Đức, ở bên Mễ Du, đến Nam Tư thì có Mễ Du, vân vân và vân vân. Ở Việt Nam của chúng ta có rất nhiều trung tâm, nhưng mà trung tâm lớn nhất và toàn quốc đó là trung tâm hành hương La Vang. Cho nên tôi cũng xin anh chị em vận động để chúng ta biến cái trung tâm La Vang này thành một cái địa điểm và cái nơi đến của các cái đoàn hành hương không phải từ Việt Nam mà thôi, mà trên khắp thế giới, để chúng ta biến cái nơi này thành một cái biểu tượng lòng yêu mến Đức Mẹ của Giáo hội Việt Nam. Hiện nay thì cứ mỗi ngày thứ bảy thì có một lễ hành hương, như cha quản nhiệm vừa vừa thông báo với anh chị em. Ngày thứ bảy mùng 1 tháng 4 tới đây tuy là áp lễ lá, nhưng mà lễ 8 giờ sáng tại trung tâm hành hương vẫn được cử hành. Cho nên tôi cũng kêu gọi các cái đoàn hành hương về từ các giáo phận bạn, nếu có đi hành hương thì nên chọn ưu tiên vào ngày thứ bảy để cái bầu khí ở đây được sầm uất và chúng ta có thể gặp được nhiều người hết sức có thể tại cái trung tâm hành hương này. Chúng ta cứ noi gương đội kèn của giáo xứ Liễu Đề Bùi Chu. Nếu mà mỗi đoàn hành hương ngày thứ bảy về đây mà có một cái đội kèn từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì càng ngày thì cái địa điểm này sẽ trở thành một cái địa chỉ quốc tế. Trước Covid thì nhà nước Việt Nam cũng ủng hộ cái ý kiến là hướng về một lúc nào đó Đức Giáo Hoàng sẽ sang thăm Việt Nam, vì các cái nước anh em của chúng ta, nước hàng xóm đây, chẳng hạn như Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, thì Đức Giáo Hoàng đã viếng thăm rồi. Người giáo dân Việt Nam cũng rất muốn một ngày nào đó Đức Thánh Cha cũng sẽ viếng thăm Việt Nam. Nhưng mà phía cơ quan công quyền ở cấp chính phủ thì nói rằng để Đức Giáo Hoàng có thể viếng thăm Việt Nam không biết là khi nào, nhưng mà phải có một cái vị tiền trạm. Và trước đại dịch Covid thì nhà nước đã thỏa thuận là sẽ mời Đức Hồng Y Parolin là nhân vật thứ hai, tức là quốc vụ khanh của Tòa Thánh. Chẳng may thì Covid nó hoành hành cho nên cái kế hoạch bị hỏng. Bây giờ thì Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng sẽ nối lại cái đàm phán, và rất có thể là một ngày không xa thì Đức Hồng Y Pietro Parolin, ngài đã từng đến Việt Nam hai lần, sẽ đến viếng thăm Việt Nam. Và khi đến thăm Việt Nam thì thường là có ba điểm tiếp đón ở ngoài Bắc, giáo tỉnh Hà Nội thì ở Phủ Lý, tức là ở Sử Kiện, còn ở miền Trung của chúng ta thì chắc chắn là La Vang, rồi ở miền Nam thì có cái trung tâm hành hương Ba Dòng ở Mỹ Tho, không biết là cuối cùng thì sẽ như thế nào. Nhưng mà tôi chia sẻ cái thông tin đó để anh chị em hiểu cái tầm quan trọng của trung tâm hành hương La Vang. Và cái trung tâm hành hương La Vang này sẽ trở thành một cái nơi được mọi người biết đến, kể cả quốc tế. Thì anh chị em cũng giúp cho Đức Mẹ La Vang quảng bá hình ảnh La Vang. Rồi như anh chị em cũng thấy đó, từ năm 2010 thì nhà nước trả cái
đất La Vang này lại. Thì từ đó thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã lên kế hoạch để kiến thiết cái khu La Vang này. Cho tới nay thì mới có 12 năm rồi, bỏ đi 3 năm Covid thì còn có 9 năm chứ mới có thực hiện được cái Vương Cung Thánh Đường. Còn cái quần thể thì chúng ta vẫn chưa làm được. Vì Covid cho nên cái số tiền để mà kiến thiết nó cũng cạn rồi. Nên trong cái thời gian tới đây thì tôi sẽ cố gắng cùng với các chuyên gia cũng như các cái giới thẩm quyền của Hội đồng Giám mục quy hoạch lại cái trung tâm hải dương La Vang cho nó xứng tầm với Giáo hội Việt Nam và nó xứng với cái lòng yêu mến của anh chị em. Cho nên chắc chắn là sẽ cần đến tài chánh. Tôi cũng nói như thế để anh chị em chuẩn bị tinh thần. Mỗi một gia đình Việt Nam mà nuôi lấy một con heo, con heo đất thì cũng phải nửa mét trở lên. Có khi con heo đất phải làm bằng con bò và con bò đất thì góp tiền cho Đức Mẹ. Thì mỗi lần mà trung tâm hải dương mà có bản vẽ rồi mà quy hoạch tổng thể rồi thì xin anh chị em làm thịt con bò đó để nộp cho La Vang. Thì rất mong anh chị em sẽ ủng hộ. Vì cuối cùng thì tôi xin anh chị em ra về trong trật tự và bình an. Chưa có cuộc hành hương nào ở La Vang mà khi trở về có một ai đó bị tai nạn. Chúng ta không ngờ rằng Đức Mẹ vẫn bảo vệ con cái về thăm mẹ ở đây, thì ra về trong cái sự bình an cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi cũng mong là cái ngày hành hương hôm nay cũng là cái ngày anh chị em đem bình an đi đường và đem bình an về nhà. Đó là lời cầu chúc sau cùng tôi xin thay mặt cho đoàn đồng tế để gửi đến toàn thể anh chị em. Cầu chúc anh chị em một mùa chay sốt sắng, một mùa phục sinh vui tươi và nhất là luôn luôn có được cái sự bao bọc che chở, cái tình thương và bàn tay từ ái của mẹ giúp cho anh chị em sống trong cái tình thương của Chúa Giêsu thương khó và phục sinh. Bây giờ thì anh chị em chúng ta chuẩn bị tinh thần để chúng ta nhận phép lành cho những đồ vật thánh của chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.